tuần vừa qua tại một quán cà phê ở Trung. Giao lưu còn là một tối giao lưu đặc biệt với những khách mời bí mật khiến cả hội trường vỡ òa vì ngạc nhiên. Cô nàng Taylor Swift Việt Nam Bảo Anh ngoài trình diễn bằng tiếng Anh, lần đầu tiên Bảo Anh trình bày một ca khúc tiếng Việt. Chúng ta chơi để hâm nóng cái hội trường ngày hôm nay của chúng ta được không anh? Các bạn, chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu và tham gia một trò chơi nho nhỏ cùng với Quang Minh. Và trò chơi đầu tiên của chúng ta đó chính là sẽ gửi đến tất cả các bạn một đoạn nhỏ trong bài hát mà Bảo Anh đã thi trong vòng nhấu mặt của The Voice, đó là bài Seven Sao. But all those shadows almost kill your life. I remember you said don't leave me here alone. All those days are gone and past tonight. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên sông sông vắng. Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn. Đã cho tới được là đến đây được gặp gỡ và giao lưu với tất cả các bạn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của Tuấn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời bạn xin mời bạn nữ ở dưới ạ. Tấn tham dự với The Voice thì mình có cái mục đích lớn nhất thôi là Tấn muốn khẳng định cái dòng nhạc và muốn hát cái dòng nhạc của mình yêu thích đến với tất cả mọi người để cho mọi người có thể hiểu được là cái dòng nhạc của Tấn đi sau này sẽ là dòng nhạc như thế nào. Đó là cái thông điệp lớn nhất để Tấn đi. Ok, cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.